À, thưa quý vị có bây giờ quý vị nghĩ là quý vị ngày nào cũng đi làm có tiền hay không hay là có những lúc là đi làm nhưng mà bị thương tật hay là bị sự cố gì đó mà chúng ta có tiền để chúng ta trả cho tiền nhà trả cho tiền nhà tiền xe trả cho tiền con cái học hành rồi vậy hay không à, thì quý vị xem thử cái gì sẽ giúp cho quý vị được những cái dạng như vậy Đúng không quý vị. Vâng. À, không biết là quý vị biết cái hình con vịt này hay không. Nhưng mà nó sẽ cung cấp cho quý vị những cái rất là cần thiết. Thí dụ như là cái nó gọi là short term disability insurance. Có nghĩa là lỡ bị bị disability nhưng mà bị bị trong một thời gian ngắn thôi thì quý vị không không có khả năng đi làm, chặt uh, uh, gãy tay, gãy chân gì đó chẳng hạn thì nó cover cho vị ha, nó cover giúp cho chẳng hạn hoặc là long term disability có nghĩa là bị bị thương tật thì nó sẽ cover. Ngoài ra thì thí dụ như là lỡ xui bị ung thư thì có tiền để mà lo hay không? À, ngoài cái chuyện bảo hiểm y tế thông thường lo cho bệnh viện, lo cho bác sĩ, lo cho thuốc men rồi nhưng mà thí dụ những người nhà phải lo đi tới bệnh viện um, ăn ở lo chăm sóc thì chẳng hạn lấy tiền đâu ra thì nó sẽ có cái tiền nó trả một cái cục cho mình Thí dụ mình mua à, 50 ngàn đô, 70 ngàn đô gì đó Thì nó sẽ lo cho mình Thì cái đó nó gọi là Cancer Protection Insurance ha. Rồi Ngoài ra, thí dụ như lỡ bị bị accident Tức là bị tai nạn bị Lỡ bị tai nạn chẳng hạn Bị tai nạn nó có những dạng Thí dụ bị tai nạn ở chỗ làm Hay là tai nạn ở nhà chẳng hạn Thì có nhiều loại tai nạn Thì với cái Affleck Accident Advantage đó, Thì nó sẽ cover 24 trên 7 luôn Tức là có bị accident Là sẽ được cover ha Đó gọi là accident ừ. Ngoài ra đó Thì nó có những cái loại bảo hiểm khác Mà nó có benefit cho quý vị Khi mà chúng ta đi làm Hoặc chúng ta ở nhà đi chân nữa đó Thì nó vẫn trả tiền cho chúng ta nó không nhất thiết là phải trả cho bác sĩ, trả cho bệnh viện mà trả tiền cho quý vị, quý vị đi bác sĩ, bệnh viện bất kỳ nơi đâu cũng được ha, trả cái tiền hàng tháng, hàng ngày. Đó. Ngoài ra thì à, cũng có thêm là cái loại mà bảo hiểm mà giúp cho quý vị là làm về răng, về mắt, đặc biệt là răng thì có cái là à, niềng răng, braces luôn ha, niềng răng luôn, rồi mắt vân vân. Đó. Thì những cái loại bảo hiểm như thế này thông thường cái loại bảo hiểm Obamacare hoặc là những loại bảo hiểm thông thường nó không có thì flux sẽ giúp cho quý vị có những cái loại bảo hiểm để giúp cho quý vị luôn luôn an tâm trong chỗ làm hay đi về nhà hay lỡ bất kỳ sự cố gì xảy ra vẫn có thể cover à, cho tài chính của gia đình quý vị lo cho những người thân trong gia đình à, nếu quý vị cần liên lạc về à, những cái loại bảo hiểm trên thì có đại diện người Việt Nam của chúng ta là trí ngô mba trong công ty actflex sẽ giúp cho quý vị xin chân thành cảm ơn